Một người đàn ông giật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, trên đường bỏ chạy, người đàn ông này quay trở lại nhặt chiếc dép đánh rơi thì bị người dân vây bắt. Đối tượng là Châu Chí Hùng, 40 tuổi, ngụ quận 5, đang bị công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ xử lý đối với hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14 tháng 4, ông Hùng thấy một người phụ nữ ngụ quận 4 đi bộ bán vé số dạo trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4 nên áp sát giật tờ vé số trên tay trái của người phụ nữ. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ té ngã về phía trước, đồng thời làm rơi 87 tờ vé số và điện thoại di động xuống đất. Cướp giật không thành, đối tượng bỏ chạy được khoảng 5 mét thì quay trở lại nhặt chiếc dép vừa đánh rơi của mình nhưng bị người phụ nữ truy hồ cướp. Ngay sau đó, hai người đàn ông 42 tuổi và 41 tuổi cùng ngụ quận 4 truy đuổi khoảng 10 mét thì khống chế được ông Hùng, đưa về trụ sở công an phường 16 quận 4 làm việc. Tại cơ quan công an, ông Hùng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình. Ngày 25 tháng 4, công an quận 4 đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị tặng giấy khen của giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đối với hành động dũng cảm của hai người đàn ông bắt cướp. Sau đợt nắng nóng kéo dài kết thúc, Nghệ An lại xảy ra trận mưa đá làm hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại nhiều diện tích hoa màu. Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 5 trên địa bàn xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An xảy ra gió lốc và mưa đá. Hạt mưa đá rơi dày và hạt to nhất bằng quả chanh. Trận mưa đã làm 7 trên 8 xã Yên Thắng với khoảng 224 hộ bị ảnh hưởng. Thiệt hại do chủ yếu là mưa đá rơi và làm vỡ mái ngói, pro xi măng, mái tôn. Được biết, thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Tương Dương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung xảy ra nắng nóng kỷ lục. Khi đợt nắng nóng vừa kết thúc lại xảy ra gió lốc và mưa đá. Trong vài tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều trận mưa đá kèm theo dông lốc gây thiệt hại lớn về hoa màu, tài sản của người dân. Mưa rào xuất hiện ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Mặt đường trơn trượt khiến cho một số người dân bị té ngã khi tham gia giao thông. Mưa xảy ra ở một số khu vực ở quận 1, 5, 6. Cơn mưa kéo dài khoảng 5 phút với lượng không quá lớn nhưng được mong chờ đã làm dịu phần nào cái nóng gay gắt tại thành phố Hồ Chí Minh suốt nhiều ngày qua. Cơn mưa lớn bất chợt, nhiều người đi đường phải dừng xe trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1 để mặc áo mưa, khiến giao thông ùn ứ. Mà đường trơn trượt cũng khiến cho một số người điều khiển xe máy bị té ngã. Cơ quan khí tượng dự báo tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 5 trở đi, chiều tối và đêm có nơi có mưa dông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực thành phố. Do mưa sau chuỗi ngày nắng nóng, do đó cần phải đề phòng với thời tiết cực đoan như là gió giật mạnh, lốc sét trong mưa dông. Thời tiết ở các tỉnh thành miền Bắc đang khá mát mẻ do có đợt không khí lạnh nhẹ về vào ngày đầu tháng 5. Trong những ngày tới, dự báo miền Bắc liên tiếp đón hai đợt không khí lạnh nữa. Vậy sắp tới miền Bắc có mưa nhiều hay không và mưa vào những hôm nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Vào ngày đầu tiên, người dân đi học, đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Thời tiết ở miền Bắc khá dịu mát do có không khí lạnh và đã có mưa ở nhiều nơi, bao gồm thủ đô Hà Nội. Đợt không khí lạnh này sẽ tan dần trong ngày mai, mùng 3 tháng 5, nhưng miền Bắc sẽ chưa nóng trở lại như những ngày cuối tháng 4. Theo dự báo, trong những ngày đầu tháng 5, sẽ còn hai đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt thứ nhất vào đúng ngày lập hạ, tức mùng 5 tháng 5. Và đợt thứ hai vào ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 5. Như vậy, cứ khoảng 3 đến 4 ngày lại có một đợt không khí lạnh nhẹ ảnh hưởng. Do đó, tiết trời mát mẻ được duy trì trong phần lớn 10 ngày đầu tháng này. Không khí lạnh ở thời điểm này trong năm thường nhẹ, không tồn tại lâu, chỉ 1 đến 2 ngày và gây mưa. Vì vậy, trong những ngày tới, gần như toàn miền Bắc có mưa rải rác, có những nơi và những thời điểm sẽ mưa to và có dông. Chẳng hạn theo dự báo hiện tại, vào đêm nay và sáng mai, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành như Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Hải Phòng sẽ có mưa. Trong ngày mai có mưa to, cục bộ có mưa rất to. Những ngày sau đó miền Bắc có mưa rải rác. Mưa lớn được dự báo cũng có thể xảy ra ở Hà Nội và một số khu vực khác vào ngày mùng 6 tháng 5 và vài ngày sau đó, tức mùng 8 đến mùng 9 tháng 5, đi kèm những đợt không khí lạnh tiếp theo. Người dân khi ra ngoài nên mang đồ che mưa vào những ngày này. Vào tối ngày 1 tháng 5 đã xảy ra đám cháy lớn tại dãy nhà kho trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 1 tháng 5, người dân sinh sống tại đường D6, phường Phước Long B phát hiện cột khói bốc lên từ bên trong dãy nhà kho trên đường này.
Đến kiểm tra, người dân khi phát hiện đám cháy bùng lên dữ dội. Lúc này, nhiều người tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Một số nhân chứng cho hay ngọn lửa xuất phát từ kho đông lạnh chứa hải sản, sau đó lan sang kho chứa bia rộng khoảng 300m² và một cơ sở kinh doanh khác. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức điều nhiều xe chữa cháy cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Một thông tin mà các gia đình có con em đang học lớp 12 quan tâm. Từ hôm nay và ngày mùng 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày mùng 10 tháng 5, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh muốn tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đều phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12. Đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh tự do sau khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6. Cùng đến với những tin tức về giao thông. Vào sáng ngày 2 tháng 5, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhiều tuyến đường phố tại Hà Nội như là Nguyễn Trãi, Láng, Vành Đai 3 ùn tắc nghiêm trọng, khiến cho người dân chật vật tới nơi làm việc, đưa con đến trường. Giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, các phương tiện phải nhích từng chút một. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. 7 giờ 30 sáng, lượng phương tiện ùn ứ tại đường Nguyễn Trãi. Nhiều người tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Một số người dân chọn cách đi lên vỉa hè, luồn lách qua những đoạn đường hẹp. Các phương tiện phải nhích từng chút một. Hôm nay thì em thấy bắt đầu đông và tắc đường lại rồi. Thoải mái được 1-2 hôm thì hôm nay lại cảm thấy khó chịu. Tình trạng này cũng đã diễn ra tương tự tại ngã tư Sở. Thực tế trên đã khiến nhiều người tham gia giao thông mất nhiều thời gian để di chuyển qua khu vực này để đi làm. Mình sẽ di chuyển sớm 15-20 phút để tránh cái tình trạng tắc đường xảy ra. Quá tắc luôn. Đi thế này, mỗi hôm đi 30 phút mà lên nơi rồi. Đông xéo quá. Do ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ cùng với mưa lớn vào sáng sớm, khiến cho tình hình giao thông có những diễn biến phức tạp và đã xuất hiện nhiều điểm xung đột giao thông. Thậm chí, khu vực Vành Đai 2 trên cao đã xảy ra ngập, khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Chỉ lực lượng 100% để ứng trực cũng như phân luồng ở tất cả các ngã ba, ngã tư tuyến đường ra vào thủ đô ở tất cả các ngày trước Tết, trước kỳ nghỉ lễ, trong kỳ nghỉ lễ và sau kỳ nghỉ lễ. Do vậy là kể cả là đến ngày mai là ngày đầu tiên vào ngày làm việc thì sẽ bố trí lực lượng ở tất cả các tuyến đường, các chốt cửa ngõ trong thủ đô để phân luồng cho người dân trở lại thủ đô. Để ngăn ngừa tình trạng ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân di chuyển nên chọn khung giờ phù hợp, giữ tốc độ cho phép và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đến khoảng 19 giờ ngày 1 tháng 5, trạm thu phí BOT Rạch Miễu giải trạm ở cả 3 làn hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang để giải tỏa bớt lượng xe ùn ứ trên quốc lộ 60. Đây là lần giải trạm thứ 3 trong ngày. Khác với những ngày trước, ngày 1 tháng 5, tình trạng tắc đường xảy ra vào buổi chiều muộn. Nguyên nhân là do người dân tại một số tỉnh miền Tây như là Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã quay lại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều muộn khi thời tiết bớt nắng gay gắt. Càng về cuối ngày, lượng xe qua cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang càng đông. Đỉnh điểm là khoảng 18 giờ cùng ngày, lượng xe máy tăng đột biến khiến cho cầu Rạch Miễu bị quá tải. Trên làn xe 4 bánh ở cả hai hướng của cầu Rạch Miễu cũng kẹt xe kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông cả hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp chặn một chiều, xả một chiều và ưu tiên chiều người dân quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Việc chặn một chiều cũng khiến tình trạng kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 60 phía tỉnh Tiền Giang. Đến 20 giờ cùng ngày, lượng xe qua cầu Rạch Miễu vẫn còn rất đông. Cảnh sát giao thông đã phải chặn, xả một chiều xe lần thứ 5 trong ngày.
nhằm góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa cho người tham gia giao thông. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là với các phương tiện quá khổ, quá tải trọng. Trên các tuyến đường, có số lượng các xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng hàng ngày lưu thông qua đông. Lực lượng đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Quảng Trạch đã thường xuyên lập các tổ tuần tra, kiểm soát, cân tải trọng các phương tiện để kịp thời gian đe, xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Em với mấy công ty và doanh nghiệp là ủng hộ cắt thương tới nơi cả đó, là chờ đúng tài đúng khổ là an toàn cho giao thông, cho đường xã về người dân của mình. Thời gian qua thì anh em đã là tăng cường làm 24 đến 24 giờ. Làm theo cả cái chuyến đề đối với lái xe quá khổ quá tải và những cái tài xế là gọi là sử dụng rượu bia để điều khiển các cái phương tiện nên làm không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Cùng với triển khai xử lý, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên triển khai lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời thực hiện ký cam kết các chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Trong 3 tháng đầu năm 2024 đã tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát trên hầu hết các tuyến giao thông, ra quyết định xử phạt trên 5.500 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm quy định về quá khổ, quá tải. Hàng tuần, hàng tháng, các lực lượng chức năng là nhắc nhở anh em chạy đúng khổ, đúng tải, không vượt quá quy định cho phép. Nhắc nhở công ty đến chạy tốc độ an toàn, dù an toàn giao thông. Phối hợp cấp ủy chính quyền và lực lượng quan xã quán triệt và đến từng công ty, từng là chủ phương tiện để cho cam kết nếu mà trường hợp nào vi phạm chúng tôi sẽ gọi lên từng trường hợp và gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cũng như là của lực lượng cảnh sát giao thông công an cấp huyện và cấp xã và công tác đối với chủ phương tiện là vi phạm cái trọng tải. Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.